của mình ấy, vùng vùng cổ mà ta trừ đi cái vùng cổ sau, tức là cái vùng mà có cái cơ thang này này. Đấy. Trừ đi cái vùng có cơ thang, tức là từ bữa trước cơ thang hất ra sau, trừ đi vùng cổ sau đó. Thì cái còn lại là vùng cổ trước bên. Đấy, cái khái niệm vùng cổ trước bên như vậy. Thế cái vùng cổ trước bên thì nó giới hạn, nếu mà nó là như thế, trừ là cổ trừ đi cổ sau, thì cái giới hạn của nó là như thế này. Giới hạn phía dưới là 2 phần 3 trong của xương đòn và xương ức. Cái giới hạn sau của nó ấy, là bờ trước của cái cơ thang. Rồi đây là ranh giới giữa vùng cổ trước bên với cái vùng cổ sau. Là bờ trước thang, thang chứ không phải bậc thang. Thì cái giới hạn là trên đấy chính là bờ dưới thân xương hàm dưới cộng với cái đường nối từ góc xương hàm dưới đến góc và đến mỏm trũng. Còn giới hạn phía trước ấy, là cái đường giữa trước của cổ, là cái đường giữa trước cổ, cái chỗ mà cổ của mình ấy, dùng cổ hai bên liên tiếp với nhau, wow. Đấy, thì có thể quan niệm vùng cổ trước bên là vùng cổ trước bên ở một bên hoặc là cả hai bên cộng lại, thì nó đấy. Nếu ở mỗi bên hai bên riêng rẽ nhau thì cái đường phân chia chính là đường giữa của cổ từ cằm đến tức. Thế đấy là giới hạn của vùng cổ trước bên. Thì cái vùng cổ trước bên có giới hạn như vậy thì nó được phân chia như thế nào? Cái vùng cổ trước bên thì được phân chia như sau. Đấy. Ta lấy cái cơ ức đòn trũng này này, nó băng qua cái vùng cổ trước bên và cái cơ ức đòn trũng sẽ chia cái vùng cổ trước bên ra thành ba vùng. Tức là từ bờ trước cơ ức đòn trũng hất ra trước đến cái đường giữa trước cổ đấy. Thì cái vùng này ta gọi là vùng cổ trước hay là tam giác cổ trước. Cái vùng thứ hai ấy, chính là cái vùng mà đại diện bởi cái cơ ức đòn trũng trên bề mặt. Đấy. Cái khái niệm vùng ở đây là tất cả những cái từ bề mặt mà ta đi vào sâu đấy. Thì ta có vùng cổ trước hay tam giác cổ trước. Cái vùng thứ hai là vùng ức đòn trũng. Và cái vùng thứ ba chính là cái vùng từ bờ sau cứ đột trũng đến bờ trước cơ thang ấy. Cái vùng này ta gọi là vùng cổ bên. Vùng cổ bên hay còn gọi là tam giác cổ sau. Thì đấy là ba cái vùng lớn. Trong cái vùng cổ trước thì nếu ta lấy cái xương móng làm mốc ấy, thì cái vùng cổ trước có thể chia ra thành cái vùng cổ phần hai cái phần. Phần vùng cổ trước dưới móng, dưới xương móng và phần vùng cổ trước trên móng. Đây là vùng cổ trước trên móng và đây là vùng cổ trước dưới dưới móng. Đấy. Thế bây giờ ta sẽ đi vào ba cái nội dung. Một là ta tả vùng cổ trước. Hai là ta tả cái vùng ức đòn trũng. Và ba là ta tả cái vùng cổ bên. Đấy. Vùng cổ trước tức là tam giác cổ trước, còn vùng cổ bên tức là tam giác cổ sau. Sẽ tả ba cái vùng đó theo theo cách là tức là đi theo từng lớp từ nông, từ phần nông nhất của cái vùng đó cho đến vào vùng sâu. Thế về ta đi vào cái vùng cổ trước hay là tam giác cổ trước. Vùng
vùng cổ trước như đã nói là có cái vùng cổ trước dưới móng và vùng cổ trước trên móng. Thì đây là cái vùng cổ trước dưới móng. Ở cả hai bên, bên phải và bên trái liền với nhau qua đường giữa đây. Thì đây là vùng cổ trước dưới móng, tính từ xương móng hát lên, hát xuống. Tức là cái vùng cổ trước dưới móng ấy, đi từ xương móng là cái cấu trúc có thể sờ được cho đến cái hõm trên ức, cái xương ức dưới thì có thể sờ được. Trong phạm vi giữa xương móng và xương ức ấy, thì ta có thể sờ thấy các dụng của thanh quản như là giáp và nhẫn. Và nếu mà vùng cổ trước, cái tam giác cổ trước dưới móng ở hai bên liên tiếp với nhau ấy, thì cái giới hạn bên của hai cái vùng cổ trước dưới móng này chính là cái bờ trước của cơ ức đoàn trũng ở hai bên. Thì cái vùng cổ trước này nếu đi từ nông vào sâu ấy, ta có những cái lớp như thế này. Lớp thứ nhất ấy, là da, đây là phẫu tích đã lật ra. Lớp đầu tiên ta sẽ có da và mô dưới da. Ở trong cái mô dưới da này sẽ chứa những cái thành phần như thế này. Ở trong mô dưới da sẽ có chứa cái tĩnh mạch nông. Ở trong mô dưới da và ta nhìn thấy ở đây, đó là cái tĩnh mạch cảnh trước. Cái thứ hai ấy, mà ta thấy ở đây đã tách ra khỏi mỡ dưới da rồi, đó là cơ bám da cổ, nó vùi trong cái mô dưới da. Và cái thành phần thứ ba mà không có trong cái hình này, tức là nó nhỏ, tức là các cái thần kinh nhánh bì của đám dưới cổ. Ở đây có các nhánh bì, tức là các thần kinh ngang cổ, nó đi trong mô dưới da. Đấy, như vậy lớp thứ nhất nhé, là da và mô dưới da, và riêng cái mô dưới da thì nó chứa ba cái thành phần, đó là các tĩnh mạch nông, cụ thể là tĩnh mạch cảnh trước, thứ hai là thần kinh nông, cụ thể là thần kinh ngang cổ, và cái thứ ba là cơ bám da cổ. Cái tĩnh mạch cảnh trước khi đi xuống dưới thì nó xuyên qua cái mạc cổ để nó đi vào sâu, đúng không? Và lưu ý là lớp mô dưới da của cổ ấy, còn có tên khác. Nếu thế thì trong cái mạc nông của cổ thì vùi cái cơ bám da và đi trong đó có tĩnh mạch nông và thần kinh nông như vừa nói. Về cái lớp thứ hai ở cổ, đó là cái thứ hai của đó là cái lá nông của mạc cổ. Ở chỗ này người ta khoét một cái lỗ. Đấy, khoét một cái đánh thủng một cái lỗ to. Hoặc là cắt đi cái chỗ này là cắt đi cái lá nông mạc cổ. Nhá. Lá nông mạc cổ, cái mạc cổ nó có ba cái lá. Thì ta có ba cái lá mạc cổ, đó là lá nông là một, lá trước khí quản là hai và lá trước sống là ba. Thì cái lá nông mạc cổ là nằm ngay dưới cái mô dưới da của cổ. Thì cái lá này nó bọc các lớp nông của cổ, thì còn gọi là cái mạc bọc ấy. Đấy, lá nông mạc cổ. Thì cái lá nông mạc cổ là bị cái tĩnh mạch cảnh trước này nó xuyên qua. Lúc mà tĩnh mạch cảnh trước nó đi trên đường đi xuống thì đầu tiên nó đi trong mô dưới da, sau đó đi sâu dưới cái lá nông mạc cổ, thì nó phải xuyên qua cái lá nông mạc cổ để đi vào sâu. Thì ở phía dưới này, lá nông mạc cổ sẽ bám vào xương ức, và trước khi nó bám vào xương ức thì tách ra làm hai lá trước và sau để bám vào mặt trước và mặt sau của cán xương ức, và giữa hai cái lá tách ra của lá nông mạc cổ đấy, để bám vào
xương ức ấy, thì giới hạn một khoang, nó gọi là khoang chứa nước chứa mỡ. Còn về phía trên này lá lông và cổ nó dính vào cái xương móng. Đấy, nó bám vào xương móng. Thế đấy là lớp thứ hai. Còn ở hai bên ấy thì lá lông và cổ khi sang hai bên ấy thì nó trở thành cái mạc bọc của cái cơ ức đòn trũng. Bây giờ ta đi đến lớp thứ sâu hơn. Về đến các đến lớp sâu hơn đó là cái các cơ dưới móng. Các cơ dưới móng và ở đây các lớp đông đó bị tách ra này. Lật ra này. Da và mô dưới da đây nhá. Đây là cơ bám ra cổ nhá. Cái này cắt đi rồi. Thế bên đây là cái cơ dưới móng thì cơ dưới móng nó có hai cái lớp, lớp lông thì cắt đi, cắt theo cái đường này và lật lên trên và lật ra xuống dưới đây. Còn đây là lớp sâu. Đấy. Thì cái lớp nằm dưới cái lá lông và cổ đó là các cơ dưới móng và lá trước khí quản mạc cổ. Thế thì các cơ dưới móng và thì nó xếp thành hai lớp. Ở cái lớp lông ấy thì có hai cơ là cơ ức móng và cơ vai móng. Đây cái cơ này là ức móng này. Và cái cơ này là cơ vai móng này, nó ở xa đường giữa hơn, ức móng gần đường giữa hơn. Mà thì hai cơ này ở lớp lông. Thì cơ ức móng ấy thì đi từ mặt sau cán ức có vào và xương đòn lên đến xương móng, còn cơ vai móng thì đi từ xương vai lên đến xương móng, nó ở ngoài hơn. Thì hai cơ ức móng và vai móng này được bọc trong cái gọi là cái lá nông của lá trước khí quản mạc cổ. Tức là lá trước khí quản mạc cổ tách ra làm hai lá nông và sâu. Lá nông thì nó bọc hai cơ ức móng và vai móng. Cái lá sâu ở lớp sâu hơn ấy, của cơ dưới móng thì có hai cơ. Nó nối liền, nó chạy kế tiếp nhau. Mỗi cơ là cơ ức giáp, từ xương ức đến sụn giáp, và cơ kế tiếp từ sụn giáp lên đến xương móng, đó là cơ giáp móng. Thế thì hai cái cơ này tạo nên, được bọc trong cái lá sâu của lá trước khí quản mạc cổ. Đây, chúng ta nhìn các cơ này theo ở cái chỗ này nó không lật, nó để nguyên, chúng ta dễ nhìn hơn. Đây, vùng này là tam giác cổ trước. Đi từ xương ức đến xương móng này. Đấy. Chỗ này là bỏ da, mô dưới da đi rồi. Bỏ cả cái lá lông mạc cổ. Bên này thì còn có lá lông mạc cổ. Và bên này thì lá lông mạc cổ cũng bỏ đi rồi. Thì ta nhìn rõ thì lớp lông của cơ dưới móng đây. Thì đây là ta có cơ ức giáp, ức móng. Và đây là có cơ vai móng. Nó ở ngoài hơn. Cơ vai móng nó có bụng trên đây, và đây là bụng dưới đây. Đấy, dưới và bụng trên. Thế ở lớp sâu ấy, thì chỉ nhìn thấy một phần thôi, bị lớp lông nó che. Thì chỗ này hở ra đây, đây là cơ ức giáp đây. Thế thì các cơ dưới móng ấy, đấy, nói chung là được bọc trong lá trước khí quản mạc cổ. Hai lớp nó được bọc trong hai cái lá tách ra của lá trước khí quản mạc cổ, lá nông và lá sâu. Thì trong các cơ dưới móng ấy, thì cơ đôi cơ ức giáp ở hai bên phải và trái đấy thì tạo nên một cái tam giác và đáy hướng lên trên. Đấy. Bởi vì cái điểm bám tận của hai cơ ở hai bên thì cách xa nhau. Mà điểm nguyên ủy thì gặp nhau ở đường giữa thì tạo thành cái tam giác đáy hướng lên trên. Thế còn cái đôi cơ ức móng ấy thì ngược lại. Thì đáy
tạo nên một cái tam giác mà đáy hướng xuống dưới, thì hai cái tam giác chống đáy lên nhau thì để hở ra một cái khe hình chám. Mà qua cái khe hình chám này, người ta có thể chỉ cần rạch ra và mạt là có thể vào được đến khí quản. Và trong trường hợp là đặt nội khí quản, đặt mở khí quản ấy, thì ta mở đây, đây chính gọi là chám mở khí quản, để đưa cái ống vào đây để đặt đường thở không qua cái đường thanh quản. Chỗ này ta gọi là chám mở khí quản. Thế đấy là lớp lớp thứ 3, tạm gọi là các cơ dưới móng. Bên đến lớp thứ 4. Lớp thứ 4 chính là cái lớp này. Nó là các tạng ở cổ. Lớp thứ 4 nó gọi là các tạng cổ. Các tạng cổ ta nhìn trên một thiết đồ thì nó dễ thấy hơn. Đây, đây là thiết đồ cắt dọc qua cổ. Trên thiết đồ này ta thấy là đây là da và mô dưới da. Đấy, lớp đông nhất là da và mô dưới da. Lớp thứ hai đây là lá lông mặc cổ, cái lớp cái đường màu đen dày này. Nó lông vào cổ thì xuống dưới này nó tách ra hai lá, một lá trước và lá sau bám vào cán ức ở giới hạn lên một cái khoang, khoang trên ức đây. Và tiếp theo đây là lá trước khí quản mặc cổ thì và các cơ dưới móng thì nó ở đây. Ở cái lớp này. Tiếp đến đây là các tạng cổ. Các tạng cổ thì gồm có hai cái trục tạng là thanh quản ở trước và thanh quản trục phía trước ấy, có thanh quản ở trên và đây là khí quản ở dưới. Trục phía sau ấy thì ta có hầu ở trên. Đấy, và thực quản ở dưới. Đây trên này là hầu, nó khoang nó rộng. Chỗ này là đường vào thanh quản này. Đấy, hầu này, thực quản. Nó thẳng. Và trước khí quản và thanh quản ấy, ta có đây là tuyến tuyến gì? Tuyến giáp. Nào bây giờ cứ kể theo trình tự sau trước. Sau trước thì đầu tiên thôi cứ sau cái các cơ dưới móng ấy, tao có tuyến giáp ấy đã. Đấy, tuyến giáp này được bọc trong cái bao mạc tuyến giáp. Là một cái phần tách ra từ cái bao mạc tạng, bọc các tạng cổ thì nó bọc tuyến giáp. Thế thì cái bao mạc tuyến giáp này có một cái lá nó chạy xuống ngực, chạy xuống trung thất trên. Đấy. Chạy xuống trung thất trên. Đấy. Đến tim ấy thì cái lá này nó gọi là lá giáp ngoại tâm mạc. Đấy. Cái lá mạc từ cái bao mạc tuyến giáp chạy xuống trung thất trên vào tim, tim thì nó gọi là giáp ngoại tâm mạc.
lá rát mọi tơ mà đi sau cái sự và cùng với ước dạn một cái khoang đấy, dạn một cái ô, nó gọi là ô tuy đức, thì trong đó sự ước lá rát mọi tơ mà. Thế thì sau cái giáp sẽ là hai cái trục tạng như chúng ta vừa nói, cái trục phía trước ấy sẽ là thanh quản ở trên và ở dưới này là khí quản. Thanh quản tức là hầu, đây là có cái cơ khít hầu, nó bị hầu ở trên và phía dưới đây là thực quản, đúng không? Thực quản. Thế thì, đấy, như vậy nó tóm lại là sau cái lá trước sống mà cổ sau sau các cơ dưới móng sẽ là các tạng cổ, các tạng cổ xếp thì hai trục, trục thanh quản khí quản ở trước, trục hầu thực quản ở sau, và trước thanh khí quản thì có tuyến giáp. Wow. Thế thì đi đến tuyến giáp ấy, thì nó có nhiều cái mạch thần kinh, có các mạch thần kinh của tuyến giáp. Cụ thể là ta có ở phía trên này thì có cái động mạch giáp trên và thần kinh thanh quản. Trên. Thần kinh thanh quản trên. Thần kinh thanh quản trên này nó chia thành cái nhánh thần kinh thanh quản trong đi qua màng giáp móng ấy, để vào trong thanh quản. Cảm giác chủ yếu là cảm giác cho thanh quản, còn cái thần kinh thanh quản ngoài ấy, thì đi xuống cho cơ nhẫn giáp. Thì cái thần kinh thanh quản ngoài ấy, lại đi cùng với cái động mạch giáp trên. Động mạch giáp trên. Đấy. Như vậy là trong cái phẫu thuật cắt tuyến giáp ấy, nếu mà anh thắt cái động mạch giáp trên và nhánh tay ra từ động mạch cảnh ngoài ấy, thì anh dễ thắt phải cái nhánh thần kinh thanh quản trên. Rồi và nếu anh thắt vào cái nhánh thần kinh thanh quản trên ấy, thì nó có thể gây ra cái liệt cái cơ nhẫn giáp do cái thần kinh này chi phối. Thế còn một cái mạch thần kinh nữa cho tuyến giáp ở đây đó là động mạch giáp dưới. Động mạch giáp dưới là cái nhánh tách ra từ cái động mạch dưới đòn, từ cái thân giáp cổ của động mạch dưới đòn. Từ cái thân giáp cổ thì cái động mạch giáp dưới nó sẽ đi vào trong xuống dưới, sau đó đi sau cái bao cảnh này. Đây là động mạch cảnh trong. Rồi khi gần đến cực dưới tuyến giáp thì nó tận cùng bằng các nhánh đi vào tuyến giáp. Và các nhánh tận của động mạch giáp dưới thì bị cái thần kinh thanh quản quật ngược bắt chéo. Thần kinh thanh quản quật ngược đây là bên phải, thì nó tách ra từ cái nhánh là tách ra từ thần kinh 10 ở bên phải là từ nền cổ, xong nó đi lên đây. Đấy. Thì thần kinh thanh quản quật ngược trên đường đi lên ấy, thì đặc điểm của nó là đi ở trong góc giữa khí quản và thực quản. Và gần tới cực dưới tuyến giáp ấy, thì nó sẽ bắt chéo các nhánh tận của động mạch giáp dưới trước khi chui vào trong thanh quản. Và đây là cái thần kinh mà chi phối cho tất cả các cơ thanh quản, các cơ nội tại của thanh quản, trừ một cái cơ mà do thần kinh thanh quản ngoài chi phối. Đây là đây, ta nhìn từ trước này. Đây là động mạch giáp trên. Thì đi rất gần với cái vòng vàng ấy, cùng nó đó là thần kinh thanh quản ngoài. Còn nhìn thế này thì ta không thấy bị khuất đi, thì đây là thần kinh thanh quản quật ngược, nó ở nền cổ.
Thế bây giờ ta sau nữa là cái gì? Đây nhá, ta nhìn vào cái thiết đồ ngang qua cổ. Cái vùng chúng ta khảo sát là cái vùng đi từ đây đến đây. Tức là đi từ bờ trước cứ đường trũng bên này sang bờ trước trước cứ đường trũng bên kia. Thế thì từ nông vào sâu ấy, ta có đây là có lớp đây. Da và mô dưới da. Thì trong mô dưới da thì ở đây còn đại diện là nằm trong là có cái cơ bám da cổ. Đấy là lớp thứ nhất, lớp thứ hai ấy, mà màu đỏ đây ấy, là cái mạc bọc của cổ, tức là lá nông mạc cổ. Lá nông mạc cổ đi từ bờ trước cứ đun trũ bên này sang bờ trước bên kia đúng không? Nằm ở dưới cái mô dưới da và sang phía bên này rõ ràng nó tách ra để nó bọc cái cơ ức đường trũng, còn về phía dưới thì nó dính với xương ức bằng một lá trước và một lá sau quá à? Để giới hạn với cái khoang chiến ức. Tiếp đến ấy, đây là các cơ dưới móng. Thì ta có hai lớp, lớp lông đây thì đây là cơ ngoài ở xa được giữa hơn đây thì đây là cơ vai móng và đây là cơ ức móng. Còn ở lớp sâu ấy ta có cơ ức giáp. Thì hai cơ lớp nông thì được bọc trong cái lá nông của lá trước khí quản mạc cổ, còn cơ ức giáp và giáp móng của lớp sâu ấy, thì được bọc trong cái lá sâu. Thì nó tóm lại là cái lớp thứ hai thứ ba ở đây là các cơ dưới móng và lá trước khí quản mạc cổ. Thì ở trên cái đường giữa này, trên thiết đồ dọc ta thấy sẽ các lá nông mạc cổ cùng với cả lá trước khí quản mạc cổ sẽ dính là một thôi, liên tiếp với nhau. Sau nữa ấy, là các tạng cổ. Các tạng cổ ở đây thì ta có hai cái trục. Trục phía trước đây là khí quản và thanh quản. Trục phía sau đây là thực quản. Và trên thực quản sẽ là hầu. Thì các tạng ở đây ấy, thì được bọc trong cái bao mạc tạng. Đấy. Bao mạc tạng và trong bao mạc tạng lại tách ra một cái bao để trở thành cái mạc để bao bọc tuyến giáp, và từ cái bao tuyến giáp thì đã nói là có cái mạc giáp ngoại tiêu mạc đấy để giới hạn lên cái lô tuyến ức. Thế thì sau cái bao mạc tạng mà bọc các tạng ở cổ thì ta có cái gì? Ta có cái khoang sau hầu hay là khoang sau tạng. Sau cái bao tạng ta có cái khoang sau tạng chứa cái mô liên kết nhão thôi. Đấy. Khoang sau tạng. Và sau cái khoang sau tạng thì ta có thân của các đốt sống cổ và cái cơ dài cổ. Cơ dài đầu và cơ dài cổ nằm trước cái thân các đốt sống cổ. Thấy chưa? Đấy là các lớp từ nông vào sâu của cái vùng cổ trước, nhưng mà đây là cổ trước dưới móng. Thế bây giờ ta nói về cái vùng cổ trước trên móng. Nó có cái gì? Từ móng ở dưới cho đến xương hàm dưới ở phía trên. Wow. Đấy, đi từ xương móng đến phía dưới đây cho đến xương hàm dưới ở phía trên. Wow. Thì trong vùng này thì nó có các cơ trên móng. Trong vùng này chứa các cơ trên móng. Cụ thể là những cơ nào trên móng? Cơ hai bụng. Cơ hai bụng nó có hai bụng. Đây là bụng trước và đây là bụng sau. Rồi có một cơ từ mỏm châm nó đi
song song hành với bụng sau cơ bụng ấy, từ mỏm châm đến xương móng, nó chỗ này là tuyến dưới hàm làm khuất nó, thì cũng như là bụng sau cơ bụng bị tuyến dưới hàm nó làm khuất, thì đấy là cơ châm móng. Và một cơ chiên móng nữa ta nhìn thấy ở đây đấy, nó ngăn, nó nằm ở sàn miệng ấy, thì đây chính là cơ hàm móng. Thì cái bụng mà trước cơ hai bụng thì đi ở mặt dưới cơ hàm móng này. Cái vùng cổ trước trên móng thì có những cái lớp như thế nào? Thì đây là tách ra đây. Thì cái lớp đầu tiên cũng sẽ là da và mô dưới da. Và trong mô dưới da thì cũng có cái cơ bám da cổ. Thì đây, cái cơ hồng hồng đây là cơ bám da cổ, còn đây là da. Đấy, cơ bám da cổ này vùi trong cái mô dưới da, tức là mỡ dưới da thì người ta bỏ mỡ đi rồi. Lộ ra đây là cơ bám da cổ. Lớp thứ hai ở đây chính là lá nông mạc cổ. Đấy, lá nông mạc cổ. Nó liên tiếp với cái lá nông mạc cổ ở vùng cổ trước dưới móng thôi. Nông mạc cổ. Bên dưới lá nông mạc cổ là gì? Đấy. Lá nông mạc cổ đây là căng từ xương móng đến xương hàm dưới nhé. Dưới là nông mạc cổ. Ở bên dưới là mô cổ, giữa là mô cổ ấy, và cái cơ hàm móng ở sâu ấy sẽ có cái dưới là mô cổ sẽ chứa các cơ trên móng, chứa cơ móng. Đấy, các cơ trên móng đây. Những cơ trên móng nó gồm có bụng sau, cơ hai bụng này. Thì cơ hai bụng nó có bụng sau và bụng trước đây. Đấy. Bụng sau, bụng trước. Bụng trước nó đi ở dưới cơ hàm móng. Đấy, cơ thứ hai là cơ châm móng. Đấy, cơ thứ ba ở đây bị cơ bụng trước cơ bụng che một phần đây, đây là cơ hàm móng. Cái tam giác thì các cơ trên móng ấy giữa các cơ trên móng có hai cái tam giác. Đấy, giữa các cơ trên móng thì ta có hai cái tam giác, đó là tam giác dưới dưới hàm đây, tam giác dưới hàm thì nó có ba cạnh là này, là bụng sau và bụng trước cơ hai bụng, tức là hai cạnh nhỉ, và cạnh thứ ba ở đây là gì, bờ dưới thân xương hàm dưới. Đấy, đấy là tam giác dưới hàm dưới thì có bụng trước, bụng sau, khoai bụng và bờ dưới thân xương hàm. Thì tam giác này còn gọi là hố dưới hàm đấy, thì chứa cái tuyến nước bọt dưới hàm. Và cái tam giác thứ hai đây nằm giữa bụng trước của hai cơ hai bụng và cái thân xương móng, thì tam giác này gọi là tam giác dưới cằm. Nhắc lại cái lớp ở đây nhá, lớp thứ nhất là da bỏ đi rồi, lớp thứ hai là mô dưới da, thì cái đại diện cho nó ở đây chính là cơ
bám ra cổ. Lớp thứ ba ở đây thì đây là chính là lá nông mặc cổ, thì cắt đi. Chỗ này là không còn lá nông, chỗ đoạn này là có lá nông phủ, lá nông mặc cổ. Và lớp dưới lá nông mặc cổ là các cơ dưới móng, à, các cơ trên móng, à, với hai cái tam giác mà tôi vừa nói. À. Và đi ở trong cái tam giác dưới hàm dưới thì ta có cái gì? Nằm trong tam giác dưới hàm dưới chúng ta có những thành phần như thế này. Có thứ nhất là phần nông của tuyến dưới hàm. Đấy, chạy trong tam giác dưới hàm dưới ta có phần nông của tuyến dưới hàm. Rồi cái gì nữa? Trong vùng tam giác dưới hàm dưới chỗ này là bỏ lá nông mặc cổ và các lớp nông đi rồi. Thì ta nhìn thấy là tĩnh mạch mặt. Tĩnh mạch mặt. Dưới động mạch mặt. Đây, động mạch mặt từ mặt đi xuống này. Thì hai cái mạch mặt này nó đi khác nhau, đúng không? Tĩnh mạch mặt thì đi ở mặt nông của tuyến, còn động mạch mặt thì đi ở mặt sâu. Chúng ta chỉ như thế một tí này thôi. Rồi các hạch bạch huyết, các hạch bạch huyết. Ngoài ra còn gì nữa? Ngoài ra còn động mạch thần kinh lưỡi. Đấy. Ngoài ra còn động mạch lưỡi và thần kinh 12. Động mạch lưỡi thần kinh 12 đi ở trong cái vùng dưới hàm dưới này. Đấy. Cũng là chúng thì đương nhiên đó là cái vùng được che phủ bởi bởi cái gì các bạn? Vùng đột trụ là vùng được che phủ bởi cơ ứng đột trụ. Đây là một cơ hình thang, phải không? Trong một cơ hình thang thì các bờ của vùng, các giới hạn của cái vùng ứng đột trụ ấy chính là các bờ của cái cơ ứng đột trụ. Cụ thể là giới hạn trước là bờ trước cơ ứng đột trụ, giới hạn sau tức là bờ sau cơ ứng đột trụ, giới hạn dưới tức là cái đoạn mà cứ trụ nó bám vào xương đòn và cá nước có ạ? À? Cá như thế. Thế bây giờ ta đi vào các lớp của vùng ức đòn trụ, nó giống như là đối với vùng cổ trước vừa rồi đấy. Thì lớp của vùng đường trũng ấy thì có thứ nhất ấy là da và mô dưới da. Ở trong mô dưới da cổ ấy, trong mô dưới da thì cũng chứa ba thành phần. Trong mô dưới da có chứa ba thành phần. Cái thứ nhất ấy vẫn là giống như cái trước thôi, là cơ bám da cổ. Trong mô dưới da đấy, chứa ba thành phần, một là cơ bám da cổ, hai là các tĩnh mạch nông thì có cái tĩnh mạch to và đen này, là tĩnh mạch cảnh ngoài. Đấy, tĩnh mạch cảnh ngoài nó đi từ phía góc hàm này xuống dưới bắt chéo cái mặt đông cơ ức đòn trũng, phải không?
thì nó đi trong mô dưới da cổ. Tí mày cảnh ngoài bắt chéo cơ, bắt chéo à, đi trong mô dưới da cổ nhé. Và cái thứ ba là các thần kinh đông, là các nhánh thần kinh đông của cái đám dưới cổ. Đây, vừa nãy chúng ta không cái hình trước, ta không thấy. Đây, nó đi trong mô dưới da, ta có cái thần kinh ngang cổ. Đấy, có nhánh đông của đám dưới cổ gồm có thần kinh ngang cổ, thần kinh tai lớn, rồi thần kinh chiên đòn. Đấy, có thần kinh ngang cổ, tai lớn và chiên đòn của cái đám dưới cổ, hay là đám dưới cổ nông đấy. Thì đấy là cái lớp thứ nhất, tức là da và mô dưới da. Và trong cái mô dưới da có chứa ba thành phần giống như ở cái vùng cổ trước ấy. À, cơ bám da cổ, tĩnh mạch cảnh ngoài và các nhánh nông của đám dưới thần kinh cổ. Tiếp đến là gì? Tiếp đến là cái lá mạc mà nó phủ cơ ức đồn trũng, mà nó bọc luôn cơ ức đồn trũng, phải không? Thì lớp tiếp theo đó là cơ ức đồn trũng và được bọc trong cái lá nông mạc cổ. Cơ đơn chúm được bọc trong cái lá nông mà cổ. Đây, lớp đầu tiên là da và dưới da thôi, đấy rồi là mô dưới da chứa cái cơ bám da cổ đây. Lớp thứ hai đây chính là cái đỏ đỏ đây, nó bọc quanh cái cơ đồn trũng đây. Đấy, cơ đồn trũng được bọc trong 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 cái gì, cơ đồn trũng được bọc trong cái lá nông của mạc cổ. Đấy, lớp thứ ba tiếp theo thì lớp này đây, nhìn sâu hơn cứu được chú không, nó phải lật cứu chú lên mới thấy. Thì chúng ta thấy là các cơ dưới móng, nhất là cái cơ vai móng ấy. Vai móng nó đi su vai lên, thì không phải tất cả các cơ dưới móng không phải đều nằm tất cả trong cái tam giác cổ trước, mà muốn nhất là cơ vai móng và cơ ức giáp ấy, thì có một phần bị vùi trong đi ở vùng gần trũng, như là hai cơ này. Những cơ này cơ ức giáp thì vừa nằm trong tam giác cổ trước, vừa nằm trong vùng ức đồn trũng, thì cơ vai móng thế thôi. Cơ vai móng thì bụng dưới nó nằm ở tam giác cổ sau cơ, và cái vùng trung gian của nó, vùng giữa của nó thì nằm ở vùng ức đồn trũng, còn vùng trên của nó, bụng trên ấy, thì nằm ở tam giác cổ trước. À, thì lớp tiếp theo sẽ là cái mô liên kết, lớp mô liên kết dưới cơ ức đồn trũng. Mô liên kết dưới cơ ức đồn trũng thì chứa các cơ, một phần các cơ dưới móng. Đây, cái phân tích này thì đây là tai này, cổ phẫu tích này, cứ đốt chúng là cái cắt và lật lên trên này, và đây là cắt cứ đốt chúng lật xuống dưới này. Đấy, thấy chưa? Ở bên dưới đây ta thấy một phần các cơ dưới móng được vùi trong cái mô liên kết. Đấy, mô liên kết dưới cơ đường trũng thì chứa một phần các cơ dưới móng và các cái hạch bạch huyết. Đấy, chứa các hành về huyết và một phần các cơ dưới móng. Đây là các hành về
Bây đi vào sâu nữa là gì? Đi vào sâu nữa thì tùy theo phía trên hay phía dưới. Đây là phía trên. Còn đây là phía dưới. À. Thì đây là phần trên. Ở lớp thứ mấy rồi nhỉ? Da và môi dưới da cho là một lớp này. Cứ đường trũng vào lá nông và cổ là hai lớp này. Lớp bây giờ là lớp thứ ba này. Rồi lớp thứ ba tức là môi liên kết dưới cơ ức đường trũng. Dưới một phần các cơ dưới máu là lớp thứ ba. Lớp thứ tư. Thì chia làm hai phần đi. Phần trên và phần dưới. Thì ở đây cái lớp thứ tư này cũng bỏ cái môi liên kết dưới cơ ức đường trũng đi rồi. Bỏ cái lớp thứ ba đi rồi. Đây đang là lớp thứ tư. Thì ở đây cơ ức đường trũng bị cắt lật lên trên đi nhá. Đấy. Phía dưới này thì lật xuống dưới đi nhá. Đây là vẫn là một phần cơ dưới móng nhá. Đây là cơ vai móng. Đây là cơ ức móng. Nằm ở lớp nông của cơ dưới móng. Thì còn để. Thì bỏ cái mô liên kết đi rồi. Và bỏ cái hạch bì huyết đi rồi. Thì mới lộ ra ở phần trên này. Còn phần dưới này ta nói sau. Ở phần trên ấy thì có cái đám dưới cổ và cái bao cảnh, đám dưới cổ phía sau, sau ngoài và cái bao cảnh ở phía trước trong. Ở phía dưới ngoài ta có đám dưới cổ. Đấy. Đám dưới cổ ở đây thì do các thần kinh cổ, ví dụ ta thấy đây là thần kinh cổ 4, thần kinh cổ 3 và cao nữa khuất ở trên này thì còn có cổ 2, cổ 1. Thì đây là từ đám dưới cổ đi ra, đây ta có cái nhánh nông của đám dưới cổ thì đều bỏ lật cơ ức đồn trũng đi rồi, ta mới thấy là tất cả các nhánh nó đi đều đi sau cái cơ ức đồn trũng, cái nhánh nông của đám dưới cổ đấy. Và sau đó nó mới vòng quanh bờ sau cơ ức đồn trũng để đi về các vùng chi phối. Và cái gì nữa? Thần kinh phụ thần kinh 11. Đấy, ở phía sau ngoài đấy ta thấy đám dưới cổ nhé và thần kinh phụ hay là thần kinh 11. Còn ở phía trước trong ấy ta thấy cái bao cảnh, cái bao cảnh thì nó gồm có gì? Có cái động mạch cảnh trung, động mạch cảnh trung ở phía dưới và trên động mạch. Trên thì là nó tách ra thì hai nhánh là cảnh trong và cảnh ngoài. Thì cái động mạch cảnh trung phía dưới và động mạch cảnh trong ở phía trên ấy là những cái đi trong cái bao cảnh. Rồi đi ngoài cái động mạch cảnh trong và động mạch cảnh trung ấy sẽ là cái động mạch là tĩnh mạch cảnh trong. Còn đi ở phía sau cả hai cái thành phần kể trên, đi sau tĩnh mạch cảnh trong và các cái động mạch cảnh trung và cảnh trong ấy, thì phía sau trong góc giữa các mạch đó đấy thì là có cái thần kinh lang thang, thần kinh số 10. Đấy, như vậy ta có cái bao cảnh thì chứa tĩnh mạch cảnh trong nhé, động mạch cảnh trung. Tĩnh mạch cảnh trong ở đây nó là thành phần ngoài nhất trong số các thành phần đi ở bao cảnh, mà nó nhận cái thân tĩnh mạch giáp lưỡi mặt đổ vào. Thân tĩnh mạch giáp lưỡi mặt là cái thân gộp của ba cái tĩnh mạch mặt, giáp trên và lưỡi. Cũng có khi là các cái tĩnh mạch đó đổ riêng rẽ vào cái tĩnh mạch trong. Cái động mạch cảnh trung ấy chạy từ dưới lên ở trong cái tĩnh mạch cảnh trong và đến ngang cái bờ sụn giáp, bờ trên sụn giáp thì mới chia thành cảnh ngoài và động mạch cảnh trong. Động mạch cảnh trong thì vẫn tiếp tục cái động mạch cảnh trung đi lên ở trong cái bao cảnh, đi ở phía trong động mạch cảnh trong. Còn cái động mạch cảnh ngoài ấy, là cái nhánh mà tách ra các nhánh bên ở cổ, đúng không?
Thì ở đây ta thấy cái động mạch cảnh ngoài thì tách ra các những bên ở cổ như là động giáp giáp trên, lưỡi, mặt, chẩm, tay sau. Và bắt chéo hai cái động mạch cả cảnh ngoài lẫn cảnh trong ở chỗ vùng cổ. Ở đây thì ta có cái thần kinh 12 trên đường nó đi tới lưỡi. Ngoài cái bao cảnh thì ở đây ta còn có cái quai cổ, là cái quai được tạo bởi cái hai cái rễ rễ trên là từ từ thần kinh 12 đi xuống, và cái rễ dưới là từ cái đám dưới cổ, từ thần kinh cổ 2, cổ 3 đi xuống. Thì cái quai cổ này là cái quai thần kinh mà chi phối các cơ, hầu hết các cơ dưới móng, và nó bắt chéo trước cái bao cảnh. Đấy là cái vùng lớp thứ tư, như ở phần phía trên thì ta có cái tả các cái bao cảnh và cái đám dưới cổ như vậy. Còn ở vùng phía dưới ở chỗ nền cổ ấy, thì ta lại có cái động mạch cảnh dưới đòn, nhưng mà không phải cả cái động mạch dưới đòn mà chỉ là một cái đoạn đoạn phía trong cơ bậc thang trước của cái động mạch dưới đòn, thì nó đi trong cái vùng ức đoàn trũng, như là phần thấp của vùng ức đoàn trũng, tức là cái vùng nền cổ. Cái động mạch dưới đòn, đoạn trong cơ bậc thang ấy, của động mạch dưới đòn đi ở nền cổ dưới sự che phủ của cơ ức đoàn trũng đấy, tức là nằm trong cái vùng ức đoàn trũng, thì nó khác nhau ở hai bên phải và trái. Chào bạn, bạn nhỏ nhá. Cái đoạn trong cơ bậc thang của động mạch dưới đòn đấy, cái lớp đó là thần kinh hoành, thì có ba cái thần kinh là thần kinh hoành, rồi có cái quai dưới đòn là cái quai thần kinh giao cảm mà nối các cái hạch cổ giữa với cái hạch cổ dưới, hạch cổ ngực ấy, của hạch sao, hai cái hạch này nối với nhau qua một quai, nó vòng quanh cái động mạch dưới đòn. Bản thân cái dây hoành trên đường đi xuống bắt chéo trước động mạch, thì dưới chỗ bắt chéo động mạch thì nó có một nhánh đi lên thành một cái quai chạy đến cái hạch cổ ngực. Và cái thần kinh thứ ba bắt chéo trước động mạch dưới đòn đó là động mạch thần kinh thanh quản quật ngược. Thì đây là ba thần kinh mà đi sát vào cái động mạch. Thì ở bên phải, đây là bên phải, còn bên trái đấy thì cái thần kinh 10 bên trái thì nó không giống bên phải, tức là nó không bắt chéo động mạch dưới đòn phải, và do đó mà ở bên trái đấy thì cái thần kinh thanh quản quật ngược không bắt chéo, không tách ra ở chỗ nền cổ. Còn ở trước lớp thần kinh ấy, ta thấy đây chính là cái lớp các tĩnh mạch, nó nằm trước lớp thần kinh và nằm trước cái động mạch. Thì có đây là tĩnh mạch dưới đòn và tĩnh mạch cảnh trong, là ta đây là tĩnh mạch cảnh ngoài, thì đây là cái lớp các tĩnh mạch, và trước lớp các lớp của các tĩnh mạch này thì là lớp cơ, là cơ ức đoàn trũng, là lớp cơ xương, có cơ ức đoàn trũng và cái bám vào xương ức và xương đòn. Bây ta nhìn lớp nhất là da mô trong lá đông và cổ. Lớp thứ ba là lớp mô liên kết dưới cơ đường trũng, thì nó chứa một phần các cơ dưới móng và cái hạch bạch huyết. Là lớp thứ ba. Lớp thứ tư ấy, đây là phần trên, cắt qua phần trên thôi, không cắt qua phần dưới. Thì có cái bao cảnh đây.
nó chứa cái tĩnh mạch cảnh trong, động mạch đây là đoạn này là động mạch cảnh trung, cao hơn sẽ là cảnh trong, và đây là thần kinh mấy, thần kinh số 10 nằm ở phía sau trong góc giữa động mạch và tĩnh mạch, và cả cái bao cảnh này được bọc, ba cái thành phần này được bọc chung trong một cái bao mạc. Đấy, bao ấy ta gọi là bao bao cảnh. Đấy, bao cảnh thì nằm ở dọc hai bên, hai bao cảnh hai bên thì nằm nằm ở bên ngoài so với cái thủy biên tuyến giáp, phải không? Và sau bao cảnh ấy, sau sau các mạch ở cổ như tôi vừa tả ở trên thì là lớp gì em? Thì đó là lá trước sống mặt cổ và các cơ bám vào bọc gai các đốt sống, thì tức là các cơ bậc thang, các cơ bậc thang trước, bậc thang giữa và bậc thang sau đấy, thì bám vào bọc ngang các đốt sống đây, và trước các cơ bậc thang đó và bọc ngang đốt sống đây là lá trước sống mặt cổ. Như vậy là sau bao cảnh thì ta có lá trước sống mặt cổ, rồi có thân giao cảm cổ, và sau nữa là bỏ ngang cái đốt sống và các cơ bậc thang. Đấy, các lớp đấy, cái vùng cái đường trung từ đông vào sâu là thế này. Còn cái vùng tam giác cổ trước đó, từ đông vào sâu là nó thế này. Đó chưa? Thì tương tự như vậy, tí ta sẽ đi từ đây đến đây. Từ vùng này từ đông vào sâu nó thế này. Thế nó hẹp thôi. Thì đây chính là vùng cổ gì? Cổ bên hay là tam giác cổ sau. Còn đây là cái vùng cổ sau thì ta không đề cập, nó không thuộc vùng cổ trước bên của chúng ta. Vùng cổ sau này còn có tên là vùng gáy. Thế đấy là câu thứ hai nhé. Câu thứ hai, thế là nếu giới hạn và phân chia vùng cổ trước bên và mô tả vùng ức nột trũng. Đi tiếp nhá. Về đến cái vùng tam giác cổ sau. Đấy, cái tam giác cổ sau nhìn từ trước tới thì nó bé này. Tam giác cổ sau hay là vùng cổ bên ấy thì nó giới hạn bởi bờ trước cơ thang, phía sau bờ sau cứ đột trúng ở phía trước, và phía dưới này là phần ba giữa của xương đòn, có thế này. Đấy, tam giác cổ sau giới hạn trước là bờ sau cứ được chụp nhé, ở trước ở sau là bờ trước cơ thang, còn bên dưới là phần phần ba giữa của xương đòn.
Thì các lớp trong vùng này nó có cái gì? Lớp thứ nhất vẫn là da và mô dưới da. Và trong cái lớp mô dưới da ở cái vùng này ấy, ở đây nó lại thì có cái cơ gì nó đi ở đây. Ở chỗ này phải cắt đi mới thế. Cơ bám da cổ. Đây, cơ bám da cổ nó tràn xuống cả ngực đây nhá. Đấy, thì nó sẽ tràn qua cái vùng này. Và lúc tràn qua vùng này cũng giống như ở cái vùng đồn trũng phía trên và tam giác cổ trước trên nữa đây. Thì lúc mà đi qua tam giác cổ sau đây thì nó vẫn đi trong mô dưới da. Như vậy là da và mô dưới da, trong mô dưới da thì có cái cơ bám da cổ. Có cái gì nữa? Trong mô dưới da có cơ bám da cổ và có cái nhánh trên đòn. Mô dưới da cổ có chứa cái cơ bám da cổ và chứa các cái nhánh trên đòn. Đây, chỗ này là cái nhánh trên đòn nó chọc từ sâu ra đâu. Trên này thì nó còn đi sâu. Đấy, sau nó xuyên qua mạc, nó đi vào đông. Thì đây là các nhánh trên đòn của đám dưới cổ. Đấy, trong mô dưới da cổ có chứa thứ nhất là cơ bám da cổ nhá, thì ta nhìn ở hình trước. Cái thứ hai là các thần kinh đông thì có cái có nhánh trên đòn của đám dưới cổ. Thì cái này nó biến đổi từ trên xuống dưới. Trên thì nó làm sâu, xuống dưới là nó vào mô dưới da. Và lưng chừng thì nó xuyên mạc. Rồi trong mô dưới da cổ có cái tĩnh mạch nông thì có cái tĩnh mạch trước đó thì đi qua ở cái vùng đồn trũng, nó bắt chéo cứ đồn trũng qua tĩnh mạch cảnh ngoài. Thì sau khi bắt chéo qua cứ đồn trũng này thì đi vào cái tam giác cổ sau đây. Vào tam giác cổ sau thì đầu tiên nó đi trong mô dưới da, sau đó thấp hơn ấy, thì nó cũng lại xuyên qua mạc để đi vào sâu. Để vào sâu. Đúng không? Thì đây chính là tĩnh mạch cảnh ngoài. Thế đi vào sâu nữa thì có cái gì? Vào sâu nữa trong vùng tam giác cổ sau thì ta có cái gì? Tiếp đến là lá nông mạc cổ. Lá nông mạc cổ. Đây ta thấy cái lá đó. Có thể cái lá trong bên này cắt đi rồi. Lá nông mạc cổ thì nó căng giữa hai cái. Tức là căng giữa bờ trước cơ thang và bờ sau cứ đồn trũng. Lá nông mạc cổ thì căng ở giữa hai cái là bờ trước cơ thang. Cái thang đây và vừa sau cái đường trụ này căng giữa hai cái này. Thứ hai cái bờ trước cái thang và bờ sau lá nông mạc cổ. Đây là lớp thứ hai nhá. Về lớp thứ ba ở dưới lá nông mạc cổ sẽ là lớp mô liên kết mà vùi trong đó thì có nhiều cái thành phần. Bên dưới lá nông mạc cổ thì lớp mô liên kết và vùi trong lớp mô liên kết nó có nhiều cái thành phần. Thứ nhất về cơ thì ta có cái cơ mỗi cơ mà đi trong vùi trong lớp mô liên kết này đó là bụng dưới cơ vai móng. Cơ vai móng này nó có bụng dưới nhá, nó từ xương vai nó đi lên nó đi qua cái tam giác cổ sau đây. Và sau nó đi khuất sau cứ đồn trũng
đi ở vùng ướt đồn trũng cho nó đi lên cái vùng cổ trước này. Đó. Nó bám vào xương móng này, đây là bụng trên, đây là bụng dưới, thì giữa hai bụng nó có một cái gân trung gian, nó nằm nằm ở cái vùng ức đồn trũng đấy, dưới cơ ức đồn trũng. Cái cơ vai móng này là cái thành phần chứa ở trong trong mô mỡ dưới cái lá lông mặt cổ, cái vùng tam giác cổ sau này. Thì cơ vai móng ấy sẽ chia cái tam giác cổ sau ra thành hai tam giác, là tam giác lớn hơn ở trên này là tam giác trầm. Ra thành hai tam giác và tam giác nhỏ hơn ở dưới gọi là tam giác vai đòn ở dưới. Đấy, tam giác trầm ở trên. Ở bên dưới là tam giác vai vai đòn. Được chưa? Đấy là thì mình thứ nhất là về cơ. Về mạch máu ấy thì có thành phần nào? Về mạch máu thì có những thành phần như thế này. Về động mạch thì có, về động mạch thì có các cái nhánh động mạch như là của động mạch dưới đòn, như là động mạch trên vai. Động mạch ngang cổ. Động mạch trên vai này, động mạch ngang mang cổ. Về tĩnh mạch thì có cái tĩnh mạch ở ngoài. Đấy, động mạch ngang cổ, động mạch trên vai. Về thần thần kinh ấy thì có thứ nhất là đám dưới kinh tay. Đám dưới kinh tay ở đây thì có cái phần nào của đám dưới kinh tay, cái phần trên đòn thôi, thì nó có các thân của đám dưới kinh tay, thân trên, thân giữa và thân dưới của đám dưới kinh tay. Nó đi nằm giữa hai cơ bậc thang trước và cơ bậc thang giữa. À, về động mạch ấy thì còn có cái gì nữa? Động mạch ngang cổ nhé, động mạch trên vai nhé, và cái đoạn ngoài cơ bậc thang. Đoạn ngoài cơ bậc thang trước ấy của động mạch dưới đòn. Đấy, động mạch thì có động mạch ngang cổ, động mạch trên vai, đoạn ngoài cơ bậc thang của động mạch dưới đòn. Thần kinh ấy thì có các thân của đám dưới ấy, cánh tay, thân trên, thân giữa và thân dưới. Đấy, có các nhánh. Đấy, có cái thần kinh gì đó đây. Động mạch ngang cổ này, động mạch trên vai này, đoạn ngoài cơ bậc thang của động mạch dưới đòn này. Thần kinh ấy thì có các thân của đám dưới cánh tay này. Có gì nữa? Có thần kinh 10, 11, thần kinh phụ. Thần kinh phụ này ở trên ấy thì nó đi, đây là cứ đồn trũng lật lên, đi sau cứ đồn trũng thì nó nằm ở vùng ức đồn trũng. Như ra khỏi cái vùng đồn trũng thì nó tiếp tục đi xuống để đi vào cái mặt sâu của cơ thang ở đây. Đấy, thì tiếp tục nó đi qua cái vùng tam giác cổ sau. Và đương nhiên cái thần kinh thì còn có gì nữa, có các thần kinh trên đòn. Ta thấy nó vừa nãy đi ra nông đấy, như trước khi đi ra nông thì nó đi ở trong. Các thần kinh trên đòn đây.
Đây là ta thấy nó lúc nó ra nông rồi, trước đó thì nó sẽ đi ở sâu, đi ở dưới mạc, tức là nó chứa trong cái mô liên kết dưới cái lá nông và cổ ở trong tam giác cổ sau. Bây giờ ta nhìn vào cái hình này. Đây là cái phân tích vùng tam giác của sau. Đây, cái này ta vẫn nhìn thấy đề động mạch dưới đòn, chỉ thế một tí thôi. Đây là động mạch trên vai. Động mạch trên vai. Đây là động mạch vai sau, lưng vai. Đây là thần kinh 11. Hay còn gọi là nhánh ngoài của thần kinh 11. Đây là cơ bám da cổ. Đây trắng trắng đây là các thân của đá dưới kinh tay. À. Bây giờ ta nhìn lại trên cái hình này. Để sâu nữa là gì? Sâu nữa sau cái mô liên kết mà chứa những cái thành phần chúng ta vừa kể đấy. Sẽ là các cơ. Thì ta có cơ bậc thang giữa, cơ bậc thang sau và cơ nâng vai. Đấy. Cơ nâng vai, cơ bậc thang sau, cơ bậc thang giữa. Với cơ trên trên tiếp trên này là cơ gối đầu. Thì tất cả các cơ đó nằm ở sàn của tam giác cổ sau và được phủ phía trước bởi cái lá trước sống và cổ. Và trong số các thành phần mà đi ở trong tam giác cổ sau, vùi trong cái mô liên kết dưới cái lá nông và cổ, thành phần mà cần phải chú ý trong cái phẫu thuật nạo vét hạch ung thư ở vùng này chính là cái thần kinh số 11. Đấy nhá. Đấy là tam giác cổ sau. Đây, ta nhìn lại các lớp của nó đây. Da và mô dưới da. Có cơ bám da cổ, trong mô dưới da có cơ bám da cổ, có các thần kinh đông là thần kinh trên đòn, có tĩnh mạch nông là tĩnh mạch cảnh ngoài. Đấy. Trong lá nông mạc cổ căng giữa bờ sau cứ đun trũng với bờ trước cầu thang, sau nó mô liên kết ở dưới lá nông mạc cổ. Trong cái mô liên kết này vùi có nhiều thành phần, cơ thì có bụng dưới, cơ vai móng. Động mạch thì có đoạn ngoài cơ bậc thang của động mạch dưới đòn, rồi có các nhánh của chính động mạch dưới đòn, động mạch ngang cổ, động mạch trên vai, động mạch vai sau hay là lưng vai đấy. Rồi về mạch máu còn có về tĩnh mạch thì có tĩnh mạch cảnh ngoài lúc nó đi vào sâu. Về thần kinh thì có đám dưới cổ, thần kinh 11. Đấy. Và sau nữa ấy, là lá trước sống mạc cổ thì nó phủ lên các cơ ở sâu. Đấy, như là cơ nâng vai, cơ bậc thang giữa và cơ bậc thang sau. Thì tất cả những cơ này cộng với cái lá trước sống mạc cổ thì nằm ở xem như là cái vùng sàn sàn của tam giác cổ sau. Còn cái chân của tam giác cổ sau là tất cả những thành phần tính từ lá nông mạc cổ hát ra nông, lá nông mạc cổ và da mô dưới da xem như là chân của tam giác. Đấy. Còn từ cái lá trước sống mà cổ hát ra sau xem là sàn, giữa trần và sàn đấy thì xem như là có các thành phần chứa bên trong, thì có cái bụng dưới, cơ vai móng, có mạch thần kinh như đã nói. Đấy nhá.
Cái bài Hố Dưới Thái Dương thì tôi sẽ phát tài liệu. Tôi muốn nói tí về cái hố dưới Thái Dương xem là nó ở đâu. Đây là cái sọ của chúng ta. Ở phía mặt bên của sọ ấy, thì ta có cái vùng lõm ở mặt bên. Cái vùng này nó chứa cơ Thái Dương. Rồi mạc Thái Dương, rồi da đầu. Thì cái vùng mà có giới hạn qua cái đường chấm chấm này, cái vùng này ta gọi là hố Thái Dương. Cái giới hạn của hố Thái Dương này xem như là nó chính là cái đường G ở phía mặt bên của sọ, đó là cái đường Thái Dương đấy. À. Còn đây là cái cung gò má tạo bởi cái mỏm gò má của xương gò má. À, mỏm thái dương của xương gò má và cái mỏm nhô ra trước của xương thái dương, mỏm xương hồng này, mỏm gò má của xương thái dương thì tạo nên một cái cung gò má, nó như một cung xương chạy ở phía bên của sọ, và bên dưới cung gò má và cái mặt bên của sọ thì có một cái khe, chính là cái cơ thái dương thì nằm ở cái hố dưới thái dương này, như một cái gân của nó là chui qua cái khe ở bên dưới cái cung gò má này để xuống bám vào cái mỏm vẹt của xương hàm dưới. Còn ở cái hình bên dưới này thì cái xương hàm dưới bị bỏ đi rồi và ta vẫn nhìn từ bên vào, và cái cung gò má bị cắt đi rồi, cắt từ đây đến đây. Cung gò má bị cắt đi và xương hàm dưới bỏ đi. Thì ta mới nhìn thấy là cái vùng bên của cái nền sọ thì ta có đây là cái mỏm chân bướm và đây là củ xương hàm trên. Ta bỏ xương hàm dưới đi thì ta vùng thấy cái vùng này, thì cái vùng này ấy chính là hố dưới Thái Dương. Như vậy là cái hố dưới Thái Dương là nó thông với cái hố Thái Dương ở trên qua cái khe ở bên dưới cái cung gò má này, có phải không nhỉ? Hai cái hố Thái Dương và dưới Thái Dương nó thông nhau qua khe bên dưới cung gò má. Đấy, như vậy ta có thể định nghĩa cái hố Thái Dương ấy là nằm ở dưới, hố dưới Thái Dương là nằm ở thế nào? Dưới cái hố Thái Dương. Và nó thông với hố Thái Dương ở phía trên ấy qua cái khe bên dưới cái cung gò má, và cái hố thế dưới Thái Dương đây ấy, nó là một phần của cái khoang bên hầu, thì nó được giới hạn như thế này. Thứ nhất là giới hạn ở phía ngoài của nó là cái mà ta cắt đi rồi, là cái này. Giới hạn bên ngoài chính là cái ngành xương hàm dưới. Đấy, cái ngành xương hàm dưới cắt đi rồi, bỏ đi rồi. Còn giới hạn bên trong ấy là gì? Giới hạn bên trong là cái mảnh mỏm chân bướm. Đây là cái mỏm chân bướm của cái xương bướm. Đấy, mỏm chân bướm. Đấy. Giới hạn bên trong phía trước đây chính là mỏm chân bướm và phía sau đây chính là nó là cái thành bên của hầu đấy. Chân bướm là cái thành bên của hầu.
Ở phía trước ấy là củ xương hàm trên. Củ xương hàm trên hay là củ hàm. Phía sau ấy chính là mỏm mỏm châm. Xương thái dương. Còn phía trên ấy thì là thông với cái hố thái dương, ta biết rồi. Và cái trần phía trên ấy, phía trên thì vừa thông với hố thái dương vừa có một cái trần. Thì cái trần đại ở phía trên của cái hố dưới thái dương này chính là cái cánh cánh lớn xương bướm. Đó là cái mặt hướng về cái hố dưới thái dương của cánh lớn xương bướm. Và cái hố dưới thái dương này một mặt là thông ở trên với hố thái dương, còn bản thân nó ấy, thì thông vào sâu ở bên trong với hố qua cái khe chân bướm hàm trên đấy, thì hố dưới thái dương này thông vào cái hố sâu hơn, đó là hố chân bướm khẩu cái. Và đi vào sâu nữa thì nó còn thông vào ổ mũi qua cái lỗ bướm khẩu cái, và còn thông vào ổ mắt qua cái khe ổ mắt dưới đấy. Đây là cái hố dưới thái dương. Thì cái hố này ấy, thì nó chứa cái gì? Nó chứa nhiều thành phần lắm. Trong hố dưới thái dương thì nó chứa cái cơ, một số cái cơ, cơ nhai. Ví dụ như là cơ chân bướm trong, cơ chân bướm ngoài. Đấy, với hai đầu, đầu trên và đầu dưới. Cơ chân bướm trong, rồi cơ thái dương, gân tận của cơ thái dương. Wow. Còn về thần kinh ấy thì là đó là cái thần kinh hàm dưới mà ta sẽ học vào buổi ngày mai. Và một phần của thần kinh hàm trên. Về động mạch ấy thì ta có đây là cái động mạch hàm trên với các nhánh của nó. Đây là động mạch hàm trên. Thế nhá, cái câu này thì có lẽ tôi không hỏi. Như vậy có 3 câu hỏi. Nhưng mà tôi sẽ phát bài để anh em tự nghiên cứu.